Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Xe Cỏ Review. Mình là Hưng Xe Cỏ. Và trước mắt anh em đây là chiếc Honda Mankey Model 2023. Đây là chiếc xe Mankey thuộc phiên bản đặc biệt. Và nó chỉ sản xuất ở cái model này là 300 xe trên toàn thế giới thôi. Em này là được sản xuất giới hạn. Đấy. Và chiếc Honda Mankey này thì chiều cao yên thì cũng tương đối là vừa phải nha anh em. Em này có chiều cao yên là 765mm thì nó cũng không quá cao. Mình cao 1m7 thì mình chống chân nó cũng rất là thoải mái ha. Chống chân còn rất là dư dả luôn nè. Đấy, chiếc xe này thì anh em 1m6 trở lên là anh em sử dụng được chiếc xe này ha. Đấy, và chiếc này là Honda Mankey đời 2023. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay chi tiết về em Honda Mankey phiên bản đặc biệt Aster X Edition sản xuất giới hạn 300 xe. Và anh em cũng có thể thấy chiếc Honda Mankey này thì cái kiểu cách thiết kế của nó cũng không có gì thay đổi so với thế hệ trước. Em nó vẫn được trang bị đầu đèn full LED cũng như là xi nhan full LED trước sau. Đấy, đầu đèn xe là dạng tròn cổ điển ha. Tuy nhiên là nó được trang bị các bóng LED ở bên trong cũng như là nó có đèn định vị daylight rất là đẹp chạy xung quanh ở cái mặt đồng hồ mặt đèn pha này. Đó, và cái bên đó thì xe nó được trang bị cái vè được xi chrome rất là sáng ở đây ha, và cái vè này thiết kế cao. Chiếc xe Mankey này thì nó giống như là thiên hướng đi đa địa hình và nó cũng có thể đi off-road được. Đấy, cho nên chiếc xe này nó trang bị cái lớp vỏ gai đó để anh em có thể vừa đi phố mà vừa có thể đi đường xấu, đường cát lầy lội. Đấy, rất là dễ đi ha. Đây là cái vỏ gai đó. Và bên cạnh đó thì chiếc xe nó cũng trang bị fork upside down hành trình ngược, cũng giống với những dòng xe mô tô phân khối lớn đó. Anh em có thể thấy ha, fork của Showa hành trình ngược luôn. Và xe trang bị hai phanh đĩa trước sau. Đây là phanh Nissin và đĩa. Đấy, và cái đường kính vành ở đây là 12 inch và đi kèm với cái size lớp là 120 trên 80 và R12. Đấy, vỏ trước 120mm thì nó cũng tương đương với những dòng phân khối lớn đó anh em. Chỉ có vỏ sau là đi 130 thôi. Đó, và xe này thì trang bị phun xăng điện tử FI và xe cũng làm cái bô vắt lên nhìn nó khá hay, giống với người anh em là CT125. Và em Honda Mankey phiên bản Aster X Edition này thì nó cũng có một cái màu sơn cũng khá là lạ mắt. Đấy, nó lạ mắt ở chỗ là cái bình xăng này nó được sơn theo kiểu màu hồng pastel ha, màu hồng nhẹ. Đấy, nó màu rất là dễ thương anh em. Đấy, nếu mà anh em cá tính hay là những chị em phụ nữ mà thích cái xe này thì đi nó cũng rất là độc luôn. Đó, một cái màu hồng pastel kết hợp với màu trắng sữa, nó ngà ngà ở đây. Và phiên bản này là phiên bản trứng phục sinh, khỉ nở từ trong trứng. Đó, khỉ nở từ trong trứng nha anh em, và cái tem ở trên bình xăng này là tem sơn. À, tem sơn chứ không phải tem dán decal giống như là những cái phiên bản xe khác ha. Đó, và ở đây thì nó là cái ốp lọc gió. Đây là ốp lọc gió nằm ở trong này ha anh em. Đó, và cái đây là cái khối động cơ mới của 2023. Thì cái khối động cơ này nó được nâng cấp lên là hộp số 5 cấp. Hộp số 5 cấp và bơm nhất rời. Đó, và cái đây là cái phần bô. Bô của xe thì nó có cái vỉ chống nóng ở bên ngoài cho nên anh em đi là không có sợ bị phỏng nha. Như mình ngồi lên ở đây thì anh em có thể thấy là cái chân không có chạm vào trong cái thành bô, không có chạm vào cái miếng ốp này của bô luôn đó, cho nên không có sợ bị phỏng. Nhiều anh em sợ bị phỏng cho nên hay nói cái vị trí này là ngồi rất là dễ gây phỏng, nhưng thật ra mà nói thì Honda họ đã sản xuất ra thì họ cũng tính toán tới cái mức độ nóng của cái bô này đó, cho nên họ trang bị cái bô có cái vị chống nóng thì mình đi 70-80 cây 100 cây cũng không có sợ bị phỏng bô đó. Em này thì vẫn là trang bị côn tay nè, trang bị côn tay đi rất là phá cách nha anh em. Và ghi đông cao và ghi đông này nó cũng được xi chrome rất là đẹp. Và trọng lượng của em Mankey này cũng không quá nặng nha anh em. Trọng lượng của em nó vào khoảng 105kg thôi. Bình xăng của em này nó có dung tích vào khoảng 5,2 lít đó. Bình xăng cũng rất là nhỏ nhắn. Xe phía sau thì nó cũng trang bị phuộc đôi nè, phuộc đôi có thắng đĩa phía sau luôn. Vè của nó cũng thiết kế cao, vè được xi chrome. Đấy, đèn hậu và đèn xi nhan ở phía sau cũng là dạng full LED luôn nha anh em. Dạng tròn full LED. Đấy, rất là sang. Nhìn em này đi ở trên đường thì rất là sang và độc lạ. Đó, và cái yên, da yên của nó thì cũng khác hơn so với đời trước đây. Yên của em nó là được làm theo kiểu vân caro nè, giống như là thiết kế thời trang cái áo Burberry đó anh em. Đó, nhìn cái vân caro rất là đẹp nha. Rất là cá tính luôn. Em này là phiên bản trứng phục sinh và nó cũng có số thứ tự ở trên cái bình xăng 280 trên 300 xe. Đó, đây là chiếc xe phiên bản giới hạn. Côn tay của nó bóp rất là nhẹ. Bóp rất là nhẹ nhàng. Nút điều chỉnh chức năng đồ này kia thì nút của nó bấm cũng rất là sướng nha. Thiết kế lớn giống như là mô tô luôn. Giống như mô tô phân khối lớn.
Em này vẫn sử dụng chìa khóa thường, chìa khóa thực cơ, nhưng mà có kết hợp cái remote tìm xe, remote tìm xe với báo động, rồi nút ngắt mở động cơ khẩn cấp nè, rồi nút đề. Đấy, nó cũng trang bị những tính năng cơ bản đủ dùng. Rồi màn hình của em nó vẫn là màn hình LCD đơn sắc ha. Cũng thể hiện đầy đủ các thông tin ở trên này. Do là xe mới chưa có câu bình đổ xăng cho nên mình không có mở lên cho anh em xem. Đấy. Mình Kia Z125. Tên gọi rất là đặc trưng của dòng Mankey. Đấy, đấy vừa rồi thì anh em cũng đã xem qua một vòng chiếc xe Mankey 125 này. Thì anh em nào có nhu cầu thì anh em cứ liên hệ với bên mình nha. Xe này là nhập hải quan chính ngạch, được nhập về từ thị trường Thái Lan.